cập nhật quân sự mở ngày 26 tháng 10. Hằng Lâm xin kính chào quý vị, chúc quý vị cuối tuần nhiều niềm vui và bình an. Những thông tin trên chiến trường Ukraine và các vấn đề liên quan đến khoản vay 50 tỷ đô la cho Ukraine cũng như những lo ngại đối với việc lính Triều Tiên tham chiến, tất cả sẽ được quân sự mở cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị, chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên. Ukraine phá hủy hai hệ thống BUK-M3 mới nhất của Nga và một trạm radar bằng vũ khí 500 đô. Trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hai hệ thống phòng không BUK-M3 và một trạm radar. Đây dường như là một con số kỷ lục kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Ngày 23 tháng 10, những người điều khiển UAV của lực lượng hệ thống không người lái Ukraine đã phát hiện và phá hủy hệ thống phiên bản hiện đại hóa mới nhất của hệ thống phòng không Buk. Trang tin quân sự của Ukraine, Defense Express cho biết. Đêm 25 tháng 10, lực lượng hệ thống không người lái Ukraine đã bắn trúng một bệ phóng Buk M3 và phá hủy một radar điều khiển hỏa lực 9S36 của Nga, Military Ukraine đưa tin. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, bệ phóng của hệ thống phòng không Buk-M3 và radar 9S36 của Nga đã được phát hiện tại Luhansk, cách chiến tuyến vài chục km. Điều đáng chú ý là radar điều khiển hóa lực 9S36 là một phần của hệ thống phòng không Buk-M2 và Buk-M3 hiện đại của Nga và được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Chiến thuật tấn công bằng UAV của Ukraine đã được chứng minh là rất hiệu quả. UAV Ukraine trị giá 500 đô la đã tiếp cận vị trí của đối phương và thả đạn dược vào vị trí các hệ thống phòng không tối tân trị giá hàng triệu đô la của Nga. Trước đây, quân đội Ukraine chủ yếu săn lùng các tổ hợp phòng không này với sự hỗ trợ của hệ thống pháo binh HIMARS. Nhưng chiến thuật sử dụng UAV đã chứng minh rằng Kyiv có thể đạt được hiệu quả tương tự với sự trợ giúp của các phương tiện rẻ hơn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh rằng các hoạt động loại bỏ hệ thống phòng không của Nga sẽ tiếp tục mở ra khả năng đánh trúng các mục tiêu của đối phương, cả ở chiến tuyến và hậu phương. Trang Newsweek của Mỹ đưa tin, một video mới được đăng tải ghi lại cảnh một hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine phá hủy bệ phóng tên lửa bút của Nga trong một cuộc tấn công ngoạn mục. Trong đoạn video được quay bằng UAV và được chia sẻ trên tài khoản X chính thức của Ukraine, Defense of Ukraine, vào ngày 25 tháng 10, một loạt vụ nổ có mục tiêu dường như phá hủy một trong những hệ thống phòng không hàng đầu của Nga. Video mô tả các tên lửa HIMARS được phóng đi liên tiếp và đánh trúng mục tiêu. Cuộc tấn công đánh trúng bút phát nổ trong một trận mưa tia lửa sáng và thiêu rụi khu vực với những cục khói lớn có thể nhìn thấy được. Cả Nga và Ukraine vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về video, nhưng một chú thích bên cạnh video trên trang Ukraine Defense cho biết, việc phá hủy hệ thống phòng không bút mở 2 của Nga tất nhiên là điều tốt. Tuy nhiên, việc phá hủy một hệ thống bút của Nga với màn bắn pháo hoang ngoãn mục thực sự đáng kinh ngạc. Theo bài đăng của một tài khoản khác trên mạng xã hội X, hệ thống phòng không bút mở 2 bị phá hủy nằm ở khu vực zaporizhia hệ thống bút là lá chắn bảo vệ lực lượng nga khỏi các cuộc tấn công trên không là một trong những hệ thống phòng không quý giá của chính quyền putin và là mục tiêu có giá trị cao đối với ukraine hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của nga khiến cuộc tấn công này tạo ra một trở ngại đáng kể đối với năng lực của moscow tại khu vực đang giao tranh theo quân đội Hoa Kỳ, BUK có thể được theo dõi hoặc di chuyển bằng bánh xe và được thiết kế để bắn hạ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và các mục tiêu khác của đối phương. Cuộc tấn công trên không của Ukraine diễn ra sau các báo cáo gần đây cho thấy sự gia tăng các hoạt động phản công của Kyiv. Các cuộc tấn công như vậy có thể tăng tần suất, đặc biệt là với sự hỗ trợ về mặt tình báo và công nghệ được tăng cường từ NATO và các đồng minh phương Tây. Đối với Nga, việc mất các thiết bị tiên tiến như bút là một thất bại tốn kém trong bối cảnh những thách thức về hậu cần và chiến trường đang diễn ra. G7 nhất trí cách giải ngân khoản vay khoảng 50 tỷ đô la cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo của G7 đã đạt được đồng thuận về cách cung cấp khoảng 50 tỷ đô la tiền vay cho Ukraine được bảo đảm bằng lợi nhuận từ các tài sản của Nga bị đóng băng, một tuyên bố cho biết vào thứ Sáu ngày 25 tháng 10. Các khoản vay này sẽ được trả bằng các luồng doanh thu không cố định trong tương lai phát sinh từ việc đóng băng các tài sản hiện có của Nga, tuyên bố của G7 cho biết, mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu giải ngân các khoản tiền vào cuối năm nay. Các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh thường niên ở miền Nam nước Ý vào tháng 6 rằng họ sẽ cung cấp các khoản vay được bảo đảm bằng lãi suất tích lũy từ các quỹ bị chặn của Nga, nhưng khi đó vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Khoảng 260 tỷ euro, tương đương với 280,62 tỷ đô la tài sản của Nga như dự trữ ngân hàng trung ương đã bị đóng băng theo lệnh trừng phạt phương Tây sau khi Moscow ra lệnh cho quân tiến vào Ukraine. Phần lớn các tài sản đó bị giữ lại tại Euroclear, một kho lưu ký chứng khoán trung ương có trụ sở tại Bỉ, khiến liên minh châu Âu trở thành một bên chủ chốt trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm sử dụng các tài sản này. G7 vẫn kiên định trong sự đoàn kết của mình để hỗ trợ cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine cũng như quá trình phục hồi và tái thiết của nước này, tuyên bố của G7 cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng thời gian không đứng về phía tổng thống Nga Putin. Mỹ, Nhật, Hàn lo ngại sâu sắc về sự hiện diện của lính Triều Tiên ở Nga. Ngày 25 tháng 10, các cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về việc triển khai quân đội Triều Tiên tại Nga để tham chiến chống lại Ukraine, tòa Bạch Ốc cho biết washington seoul và tokyo coi sự hiện diện của quân đội triều tiên là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển giữa moscow và bình nhưỡng đồng thời kêu gọi nga và triều tiên ngừng chuyển giao vũ khí và tên lửa người phát ngôn an ninh quốc gia của tòa bạch ốc john kirby nói với các phóng viên ông cho biết thêm các vụ chuyển giao này vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc Ông Kirby đã thông báo với các phóng viên, sau khi cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Rex Sullivan có cuộc hội đàm tại Washington với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản, Shin Won-sik và Takeo Akiba, các cố vấn an ninh quốc gia bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về việc triển khai quân đội của Triều Tiên tại Nga, có khả năng sử dụng để chống lại Ukraine. Ông Kirby cho biết Vị quan chức Mỹ nói thêm rằng sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga và các vụ chuyển giao vũ khí mở rộng những tác động về an ninh của cuộc chiến tàn khốc và bất hợp pháp của Nga ra ngoài châu Âu vào vào khu vực ấn độ dương thái bình dương. Trước đó vào ngày 24 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên đang hiện diện ở Nga. Tuy nhiên, ông cho biết, việc thực hiện hiệp ước với Bình Nhưỡng, trong đó có điều khoản phòng thủ chung để hỗ trợ lẫn nhau chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, là việc của Moscow. Ông Kirby phát biểu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trích dẫn các báo cáo tình báo, cho biết trên mạng xã hội X rằng Nga có kế hoạch triển khai quân đội Triều Tiên bắt đầu từ Chủ nhật ngày 27 tháng 10. Ông không nói họ sẽ được điều đến khu vực nào. Tình báo quân sự Ukraine ngày 24 tháng 10 cho hay, khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt ở Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Cùng ngày, ông Kirby nói rằng có khả năng hơn 3.000 quân nhân Triều Tiên đang ở Nga. Theo vị quan chức này, một số binh lính Triều Tiên có thể được điều đến để chống lại các lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Tình báo Hà Lan xác nhận rằng, Moscow đã triển khai ít nhất 1.500 quân Triều Tiên để tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekoman cho biết vào ngày 25 tháng 10. Chúng tôi dự kiến quân đội sẽ chủ yếu được triển khai ở Kursk và chủ yếu bao gồm các đơn vị đặc biệt của quân đội Triều Tiên, hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Brekoman. Theo Bộ trưởng Hà Lan, được triển khai ban đầu này sẽ giúp Nga kiểm tra quân đội và phản ứng của quốc tế. Ông Brekoman gọi động thái này là sự leo thang rõ ràng và cho biết phương Tây phải đưa ra phản ứng thích hợp. Nga tuyên bố không nhượng bộ về đàm phán hòa bình với Ukraine. Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine đều phải có lợi cho Moscow, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông nhà nước vào ngày 25 tháng 10. Trước hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên của Ukraine vào tháng 6, ông Putin đã nêu ra các điều kiện để đàm phán, bao gồm việc Kyiv từ bỏ bốn khu vực mà Moscow tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp vào tháng 9 năm 2022. Sau đó, Nga nói rằng sẽ không tham gia đàm phán chừng nào lực lượng Ukraine vẫn còn ở vùng Kursk. Bất kỳ kết quả nào cũng phải có lợi cho Nga. Tôi nói thẳng, không có bất kỳ sự bối rối nào và phải dựa trên thực tế trên chiến trường. Và chắc chắn, chúng tôi sẽ không nhượng bộ ở đây, sẽ không có sự hoán đổi nào, ông Putin cho biết. Về phía Ukraine, Tổng tham mưu trưởng Andriy Yermak ngày 25 tháng 10 nói rằng việc rút toàn bộ quân đội Nga chứ không chỉ đàm phán hòa bình là điều kiện cần thiết để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi. Ông phát biểu tại một cuộc họp quốc tế dành riêng cho việc thực hiện kế hoạch hòa bình. Đừng mong đợi cuộc chiến này kết thúc khi các bên tham chiến bắt đầu đàm phán với nhau. Đừng để bị lừa, cuộc chiến này sẽ kết thúc khi người lính cuối cùng của quân đội chiếm đóng trở về nhà. Ông dưới mắt nói thêm rằng áp lực quốc tế chung lên Nga nên tạo ra tiền lệ. Điều này sẽ chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng, việc theo đuổi các cuộc chinh phạt quốc tế trong thế kỷ 21 là vô đạo đức và vô nghĩa, bất cứ thứ gì đã bị lấy đi sẽ buộc phải trả lại cho những người chủ hợp pháp, vị tổng tham mưu trưởng Ukraine nhấn mạnh. Ông cho biết thêm, cộng đồng quốc tế phải chứng minh rằng họ mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược nào, dù kẻ xâm lược đó có mạnh đến đâu. Vào khoảng thời gian đầu sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Kyiv và Moscow đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Istanbul vào tháng 3 năm 2022, nhưng chúng cuối cùng đã bị hủy bỏ sau khi Ukraine lấy lại lãnh thổ miền Bắc của đất nước và phát hiện ra tội ác chiến tranh hàng loạt ở các khu vực được giải phóng. Trong các bình luận về hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Ukraine vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán ở Istanbul đã thất bại vì tối hậu thư của phía Nga. Moscow không được mời tham dự hội nghị thường đỉnh vào tháng 6 tại Thụy Sĩ, với sự tham dự của hơn 90 quốc gia. Sau sự kiện này, ông Zelensky bày tỏ hy vọng về một cuộc họp tiếp theo vào cuối năm, trong đó có sự tham gia của ông Nga. Tuy nhiên, Moscow tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ phiên họp nào trong tương lai của hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức, coi quá trình này là gian lận trong bài phát biểu qua video vào buổi tối ngày 25 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã tái khẳng định quyết tâm tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai để giúp mang lại kết thúc công bằng cho cuộc chiến. Ông đã kêu gọi tổ chức cuộc họp vào cuối năm 2024. Đức muốn mua thêm 600 tên lửa hành trình tầm xa Taurus. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đặt mục tiêu phát triển một phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình Taurus và muốn mua 600 tên lửa loại này. Một nguồn tin quốc hội nói với Reuters vào ngày 25 tháng 10, trong bối cảnh Ukraine gây sức ép với Berlin để cung cấp vũ khí tầm xa. Cho đến nay, lực lượng Đức có khoảng 600 tên lửa có tầm bắn hơn 500 km trong kho vũ khí của họ, có thể phóng từ các chiến đấu cơ như Tornado, F-15 hoặc F-18. Vũ khí do công ty quốc phòng châu Âu MBDA được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao phía sau phòng tuyến của kẻ thù như bong ke chỉ huy, kho đạn dược và nhiên liệu, sân bay và cầu. Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa để tiêu diệt các mục tiêu ở Ukraine, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dân sự. Nhưng Ukraine không có cách dễ dàng nào để đáp trả. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kyiv trong bối cảnh lo ngại làm leo thang cuộc chiến. Bộ trưởng Pistorius hiện muốn mua phiên bản cao cấp hơn là Taurus Neo với tổng giá trị thương vụ khoảng 2,1 tỷ euro cho 600 tên lửa và được giao hàng đầu tiên dự kiến vào năm 2029, theo trang tin Spiegel. Tuy nhiên, ông Pistorius vẫn đang tìm kiếm ngân sách cho kế hoạch này với 350 triệu euro cần có vào năm 2025 để khởi động dự án nguồn tin trong quốc hội đức cho biết dự án đã nhận được sự hỗ trợ của liên minh cầm quyền khiến cho việc triển khai dự án có khả năng xảy ra bất chấp tình trạng thắt chặt ngân sách đó là vũ khí quan trọng nhất của đức nguồn tin nói với reuters áp chỉ đến thực tế rằng taurus là vũ khí đối đầu duy nhất của nước này anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow và Scarp, và quân đội Ukraine cho biết họ đã cải tiến máy bay do Liên Xô sản xuất để sử dụng chúng. Điện Kremlin đã nói với Đức rằng, việc chuyển giao tên lửa hành trình cho Kyiv sẽ dẫn đến một vòng căng thẳng leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột ở Ukraine. Cập nhật quân sự mở đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Còn bây giờ Hằng Lâm vào quân sự mở. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.